Thưa các anh chị và các bạn, đây là một chiếc xe khách, xe giường nằm đã bị cháy rụi ở trên quốc lộ 51 hướng từ ngã ba Vũng Tàu đi Long Thành á. Không biết là nguyên nhân như thế nào nhưng mà cháy rụi hết luôn thưa mọi người. Không biết là người có bị như thế nào không? Chiếc kia giường nằm cháy rụi luôn. Anh ơi, người có bị như thế nào không anh? Không anh ạ. Dạ, cảm ơn anh. May quá ha. Thưa các bạn, xe biển số Vũng Tàu các bạn ạ, người ta kêu là người không bị như thế nào hết, có lẽ là xe bốc cháy và mọi người hành khách đã thoát ra ngoài được. Đây thưa các anh chị, rất là kinh khủng. Em ơi, nó mà cháy lâu chưa em? Người có bị sao không? Không hả? Các bạn, tôm rồi, cháy chín luôn. May quá người không bị sao anh hả? Không. Quá may. Người không bị gì hết. Dạ. Nguyên nhân là do chập điện hay là chập sao? Điện, chập điện. Chập điện. Dạ. Dạ anh. Nhưng mà người không sao là may rồi anh nhỉ. Dạ. Hành khách là mình trả có xe khác đón đi hết anh nhỉ. Dạ. Xe mình chạy tuyến miền Tây đi Vũng Tàu hay là miền Tây đi Vũng Tàu. À, miền Tây đi Vũng Tàu. Dạ. Dạ. May quá. Rồi em cảm ơn anh chia sẻ nhá. Chào anh. Dạ.